Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền sau khi tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc được điều tới quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông. Tàu bệnh viện Hữu Ái thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gần đây được nói là đã thực hiện chuyến hành trình kéo dài 7 ngày để cung cấp dịch vụ khám và điều trị y tế cho các binh sĩ Trung Quốc đồn trú trên một số thực thể của quần đảo Tây Sa, tên gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong chuyến đi nói trên, Tàu cũng tiến hành một loạt khóa huấn luyện bao gồm chuyển người bị thương trong các tình huống khẩn cấp, thực hiện sơ cứu ở tuyến đầu và giải cứu các tàu bị hư hỏng, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 21 tháng 5. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động vi phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 5, theo truyền thông trong nước. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, ông nói. Cũng hôm 23 tháng 5, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc ban hành quy định cho phép lực lượng hải cảnh nước này bắt người nước ngoài bị nghi xâm phạm biên giới trên biển, ông Việt khẳng định Việt Nam luôn kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình tại các vùng biển cũng như lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Trung Quốc gần đây cho phép hải cảnh nước này bắt giữ người nước ngoài vượt biên trái phép tới 30 ngày mà không cần xét xử, thậm chí là 60 ngày trong những trường hợp phức tạp hơn. Thêm một vụ cháy thảm khốc nữa xảy ra ở Hà Nội khiến 14 người chết và 3 người bị thương, báo chí trong nước đưa tin. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về những khu nhà trọ đông đúc thiếu an toàn ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5 ở hai ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ trên phố Trung Kính thuộc quận Cầu Giấy, trang tin VN Express cho biết. Căn nhà phát ra đám cháy là nhà ở đơn lẻ, nhưng được chủ nhà mở dịch vụ cho thuê và sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện ở tầng dưới. Bên cạnh căn nhà này là nhà trọ cho thuê cao 3 tầng với 12 phòng. Báo tuổi trẻ cho biết gia đình gia chủ có 7 người và căn nhà trọ có 17 người đang thuê ở. Lực lượng cứu hỏa đã đến nơi sau khoảng 10 phút. Khi đó, các loại xe điện để trong sân đã bị cháy trụi, còn khung thép mái tôn sân trước đổ sập, trong khi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà trọ từ tầng 1 đến tầng 3 với khói đen khắp trên mái, cầu thang bộ và hành lang ngôi nhà 3 tầng theo VnExpress. Đến gần 1 giờ 30 phút sáng đám cháy được dập tắt. Lãnh đạo công an quận cầu giấy xác nhận có 14 người tử vong và 3 người bị thương đang được cấp cứu. Hiện công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cháy báo Tuổi Trẻ đưa tin. Đây là vụ cháy thảm khốc thứ hai ở Hà Nội chỉ trong vòng chưa tới một năm, sau vụ cháy hồi tháng 9 năm ngoái ở một chung cư tư nhân ở quận Thanh Xuân, khiến 56 người thiệt mạng. Vụ cháy cũng đặt ra vấn đề về tính hợp pháp và sự an toàn của loại hình chung cư mini và nhà trọ tư nhân do các chủ nhà xây lên để cho thuê trọ, nơi những người dân thu nhập thấp sống chen chúc trong những hẻm nhỏ đông dân cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 5 lên tiếng nói rằng những lời lẽ công kích nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen trên mạng xã hội về dự án kênh đào Phù Nam Techo không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam và gây chia rẽ quan hệ hai nước. Trước đó hôm 20 tháng 5, ông Hun Sen, cựu thủ tướng và giờ là chủ tịch thượng viện Campuchia nói gần đây đã có nhiều lời lẽ mang tính xúc phạm nhắm vào ông trên mạng xã hội TikTok xung quanh dự án kênh đào Phù Nam Tetro mà ông cho là xuất phát từ những người Việt Nam. Vụ việc leo thang thành một sự cố ngoại giao khi Ngoại trưởng Campuchia Sok Chanda Sophia tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng hôm 20 tháng 5 để nói rằng chính phủ Campuchia sốc trước những lời lẽ tiêu cực xúc phạm lãnh đạo Campuchia và yêu cầu Việt Nam phối hợp để truy tìm những kẻ đứng sau, báo Khmer Times đưa tin lên tiếng về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm thứ năm gọi những bình luận này làm mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước. Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến bình luận này, bà Hằng nói và những mạnh rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân chứ không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà kêu gọi nhà chức trách hai nước có các biện pháp thiết thực hiệu quả để giúp nhân dân và các thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Bà cũng lặp lại đề nghị của Hà Nội rằng Phnom Penh cần tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Phù Nam Techo, cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án, theo báo Tuổi Trẻ. Tuần trước, ông Hun Sen đã kêu gọi chính quyền triển khai dự án kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng tốt để chấm dứt tranh cãi. Chính quyền của Thủ tướng Hun Manet nói kênh đào dài 180 km này sẽ được khởi công vào cuối năm nay nhằm mở thêm một tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ thủ đô Phnom Penh ra biển mà không cần phải mượn đường qua Việt Nam.